Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc Apple Watch Series 2 màu đen với dây ni lông, woven ni lông. Đấy thì bộ này là bộ full box nha. Đầy đủ hộp này, giấy này và một bộ dây zin của Apple. Rất tiếc là bộ này lại không có sạc. Không sao, sạc thì các bạn có thể ra ngoài hiệu mua một chiếc sạc cũng được. Cũng không đắt đâu, vài chục nghìn là có rồi. Đấy, cái bộ dây này là dây zin này. Đấy, cái đồng hồ này thì mình đang kết nối với cái điện thoại của mình đang quay phim. Thì mọi chức năng hoạt động bình thường. Màn hình rất mới, không một vết xước. Đây là cái vết vân tay mình sờ vào nên nó hơi bị gọi là bẩn tí. Lau là hết. Đấy, bề ngoài đây bản nhôm nhá. Đây bản nhôm. Thì ngoại hình rất mới này. 98%, không hề có một cái vết gì luôn. Các bạn về tha hồ mà dùng. Mua về chỉ việc dùng thôi, kết nối điện thoại dùng thôi. Thì bộ này mình có kèm theo một bộ dây da khóa steel, khóa thép. Và một bộ dây Milan thép đen. Dây gọi là dây dây này dây rep thôi, không phải dây xịn đâu. Đấy. Bạn có thể thay đổi. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường, ví dụ như là nút Digital Crown này, vặn núm này, nhịp tim này, đèn nhịp tim. Đấy. Rồi đổi mặt đồng hồ, mình có hỗ trợ cả cái mặt đồng hồ riêng cho Watt nữa. Loa ngoài này. Đấy, rất là tốt luôn. Không mua rất là phí. Hiện tại con này mình đang bán với giá là 3,3 triệu. Các bạn có thể vào website riêng của mình hoặc là inbox với Facebook của mình nhé. Cũng chỉ thế thôi. Nếu các bạn chưa biết dùng thì mình sẽ hướng dẫn sau. Đây, đổi mặt đồng hồ, các bạn ấn mạnh vào cái mặt đồng hồ một tí, sau các bạn đổi mặt. Hoặc các bạn có thể vào app Watch, app đồng hồ trên iPhone, các bạn có thể tự chỉnh mặt lấy cũng được.